Xin chào các bạn, hôm nay trên bàn của mình là cái bánh mì ngàn lớp đang rất là hot của các bạn trẻ trên TikTok lẫn Facebook các bạn ha. Shopee nữa, đi đâu đâu cũng thấy cái bánh mì ngàn lớp nữa các bạn. Thì hôm nay mình mua về để dùng thử cho bạn coi ha. Đây. Ở đây thì người ta có ghi nè các bạn, chúng ta nên để vào lò vi sóng trong khoảng 30 giây các bạn ha. Đó, bánh mì ngàn lớp rất là hay. Những chen này là giới trẻ mắt nhanh lắm các bạn ha. Rồi. Rồi. Cái ngày sản xuất của nó nha các bạn, cái này là ngày sản xuất nha, chứ không phải là cái date của nó các bạn ha. Là ngày 13 tháng 7 năm 2023 các bạn nhé. Date cũng khá là mới thôi. Nhiều bạn khi mà lấy hàng á, thấy cái đó tưởng là ngày, cái date hạn sử dụng á, nhưng không dám ăn, nhưng có đó là cái ngày sản xuất. Đó. Đây, bánh mì ngàn lớp đang là hot trend của giới trẻ nữa các bạn. Đó. Đó. Bánh mì sandwich ngàn lớp ha. Đó. Được bảo quản khá là cẩn thận. Trong một cái hộp như vậy thì sẽ có hai bịch các bạn nhé. Đó. Mình sẽ cắt ra để anh thử xem nó ngon như thế nào mà các bạn trẻ đi đâu đâu cũng thấy ha, từ TikTok, Facebook rồi đủ các mạng xã hội cho nào cũng thấy nha. Đấy. Rất là thơm các bạn, vừa mở cái bịch ni lông mà thôi đã rất là thơm rồi. Đây, mặc dù người ta nói là để trong lò vi sóng nhưng hiện tại mình đang quay trong phòng của mình, trong cái lò vi sóng ha, thì mình mở ra luôn, mùi rất là thơm nha. Mùi bơ sữa rất là thơm. Đây, có thể bóc ra được không? Đó. Đó. Ta bóc ra như vậy ha. Ăn cái vị nó hơi ngọt ngọt các bạn. Hơi ngọt ngọt. Có vị thơm. Cái này mà bạn nào thích ngọt thì có thể chấm thêm với lại đường các bạn không? Cho miếng này nó dày dữ. Khá khó bóc các bạn. Đó. Thơm mùi bơ. Sữa. Và cái này bọn nào muốn ăn làm thêm ngọt á thì các bạn chấm thêm đường ăn rất là ngon ha. Rồi. Này mình nghĩ là nó giống như bánh mì ngọt ở Việt Nam mình thôi. Nhưng mà nó làm ngàn lớp mới lạ. Các bạn là nếu mà đã ăn bánh mì hoa cúc rồi thì cái này không bằng các bạn ha. Bánh mì hoa cúc nó thơm hơn, nó ngọt hơn. Còn cái này thì nó thơm mùi bơ sữa nhưng mà nó không có thơm mùi hoa cúc như bánh mì hoa cúc của Pháp. Ăn cũng được các bạn, ăn để ăn nhâm nhi coi đá banh coi phim đồ cũng rất là tốn đấy nha. Rồi. Đó. Bên mình thì bán các sản phẩm đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng. Nhưng mà lâu lâu mình vẫn lên các video về hot trend của giới trẻ. Nên các bạn có thể subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn trên tay những cái mẫu đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng hay các mẫu đồ ăn như vậy để các bạn có những cái nhìn đầu tiên của các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt. Ăn cũng khá được các bạn.